Chào bạn đến với shop hero.vn, nơi bán những mặt hàng về Hero Team, Minecraft, Mini World và Roblox, và còn rất nhiều mặt hàng hấp dẫn khác đang chờ đón các bạn. Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay đến với shop hero.vn để mang cả thế giới đồ chơi vào nhà bạn. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Trời ơi, nó thơm gì đâu nướng Phong ơi, hôm nay đại tôi ăn thịt nướng hả? Trời ơi, xịn sò có một người ơi. Thịt bò này là thịt bò tôi mới nhập từ bên nước ngoài về á. Thịt bò này có tên là thịt bò cô bé. Trời ơi, ủa cái thịt bò gì nghe kỳ cục vậy? Cô bé, tôi nghe cô bé, tôi trai cô bé là sao? Thịt bò gì nghe kỳ vậy? Thịt bò ngày xưa có thịt bò cô bé đúng không? Bây giờ là có thịt bò cô bé luôn, nghe kỳ không ạ? Nghe dễ thương, dễ sợ luôn à. Thơm thơm. Thơm dễ sợ luôn à. Cái gì vậy? Vậy con gái nuôi gì đâu mà gọi là cái gì mà ăn mặc cái gì đó mà lôi thôi vậy hả? Trên đầu bà dính cái gì kìa, hình như là dính cái lá cây kìa. Ủa có hả? Thôi nhặt giúp tôi đi. Trời đất ơi, con gái con lứa kiểu gì buổi sáng bộ bà leo trên cây gọi là bà mà nhảy cho đó hay sao, tự nhiên cái đầu bà dính đầy lá cây kìa. Cúi xuống nhanh lên nhanh lên. Đây rồi. Ở đâu ra cái thể loại mà phát cơm chó giữa một cái là nơi đồng hoang mông quạnh như này hả? Mà mới biết là không có ai đấy. Nhưng mà có biết là ta đang ở đây không? Có thể là không biết, nhưng mà nói chung là ta vẫn đang ở đây này. Vô ý vô tứ thả cơm chó ở đây. Mình phải làm nào với bọn này ta? Lần trước mình nhốt chúng nó không xong, bây giờ mình phải làm một cái gì đó nó pro hơn, nó đỉnh cao hơn, để có thể bọn này ngưng thể hiện ra những cái thứ như thế này. Một phù thủy bất hạnh như ta không bao giờ có thể chấp nhận được cái chuyện này như thế này xảy ra được. Không bao giờ chấp nhận. Mình phải làm gì bây giờ ta? Có cách rồi. Đứng lại coi. Trời ơi. Đau. Trời ơi. Mệt dễ sợ luôn à. Thôi không đuổi đi đâu. Trời ơi, người gì đâu mà ăn chay đâu mà chấp vặt mấy cái này. Thôi bây giờ nước thích tôi ăn đi. Ủa mà tôi thắc mắc nha, hồi chiều tôi với ông nha, chạy 100 vòng. Tôi chạy 100 vòng mà không có miếng thịt nào xong là sao vậy? Cái gì kỳ vậy nè, còn tươi bông mỡ nè. Tôi coi nè. Ủa rồi xong đúng rồi. Sam từ nãy giờ chạy vòng đây xong tí nữa Sam chạy sao mà lửa tắt luôn, giờ hết than luôn rồi. Đâu là thịt khỏi chín luôn. Trời đất ơi, trời hèn chi, tôi thấy hồ chưa nướng thịt không có tiếng xèo xèo, hóa ra là ông không chuẩn bị than đúng không? Trời, con trách tôi nữa hả? Trời ơi, à không chuẩn bị thì có, tính ra tôi chuẩn bị thịt rồi tôi kêu bà chuẩn bị than đổ kiểu để mình nướng thịt mà bà không chuẩn bị thì có. Ủa có hả ta? Trời ơi, chết rồi mình quên. Tôi phải hái hoa nè, tôi phải hái hoa để tôi nướng thịt đó bà biết không hả? Rồi tôi biết rồi, tôi xin lỗi thôi, tôi về nhà, tôi đợi tôi nha, để tôi về nhà tôi lấy than xong nhắc sớm bắt tôi đuổi đừng mệt đừng chết à. Nhanh lên. Quánh tôi hoài nha. Quánh yêu mà. Không có biết quánh yêu ấy, thôi tôi về nhà trước nha để tôi lấy than nha. Mệt ghê luôn, không nói trước người ta chứ bây giờ chạy gần mệt chết à. Rồi tôi về nhà trước nha. Trời ơi, khổ dễ sợ à, tự ăn thịt bò cuối cùng mới về nhà lấy than à mọi người. Khổ quá trời quá đất luôn. Về nhà lấy than thôi. Úi dồi ôi, về cái nhà tối mới mệt dễ sợ luôn à. Rồi nhà đây, về nhà lấy than nè mọi người. Ui. Ui. Ủa. Ui gì vậy? Ai đâu? Ui. Cứu. Ủa cái hang gì đây trời. Trời ơi, ủa trước nhà tôi có cái bẫy nào đây? Ôi trời, ai bẫy tôi giờ? À biết rồi, ông Phong cận. Phong ơi, trời ông cho tôi hoài vậy Phong. Đâu rồi? Trời ơi, chào gái yêu. Gì đây? Bà phù thủy bất hạnh. Ủa sao bà vô nhà tôi chi vậy? Thôi trời. Ê, tôi chưa có vào nhà cô nương nha cô nương. Tôi vẫn đang ở ngoài cửa nha. Nói gì vậy? Cái gì vậy? Trời đất ơi. À, bà tạo cái bẫy tôi đúng không? Trời đất, cái bà này mệt ghê luôn à. Hôm nay tôi có phát cơm chó gì đâu. Bà tới đây chi vậy? Còn bẫy tôi nữa. Hôm nay không phát cơm chó. Trời ơi, cưng ơi, cưng nghĩ lại đi. Cho cưng nghĩ lại luôn đấy. Nhưng mà thôi, vấn đề này nó không quan trọng, cưng hiểu không? Vấn đề quan trọng ở đây á là ta có một loại thuốc mới. Trời ơi, thôi bà nội ơi, cái bẫy của bà thề luôn á, tôi thề luôn hết vậy đó, nhà tù nó cái chỗ ở đó. Tôi thề cái bẫy bà nó cụ rất rình rinh luôn. Trời ơi, ai mà tôi nói thật luôn á, gì ta trẻ em cấp 1 họ còn vượt qua nó, trời cụ rất hà, ai mà thèm nữa mấy cái nhà tù này nữa. Nè cưng, nè cưng, cho cưng nói lại nha. Nếu mà cái bẫy của ta cụ rất thì ai đang ở dưới bẫy của ta vậy?
vậy? Ừ ha, trời đất ơi, chê bà xong cũng không mình lọt còn bẫy. Nhưng mà cái này không phải là cái bẫy này, cái bẫy này thế nào tung thoát ra thôi. Mấy cái bẫy nhà tù xưa cơ, hồi xưa gà bắp mà bây giờ chắc gà bắp chứ nhiều nữa. Ôi gái à, hôm nay chị đây không chơi cái kiểu bẫy nhà tù đấy nữa. Chị nghĩ ra một cách mới, một cách gọi là tuyệt vời hơn, perfect hơn, cưng sẽ không bao giờ nghĩ ra được đâu. Vậy nên là bây giờ cưng hãy chịu đi nha. Trời ơi, chuẩn bị nè. Hay ôi dạ, ôi dạ. Trời ơi, ủa cái gì đâu, có gì đâu trời. Tất nhiên là trời, tất nhiên hiện tại thì cưng không thấy gì rồi, nhưng mà xíu nữa nha, tẹo nữa nha thì cưng sẽ thấy nó là cái gì nha cưng. Chị đi đà. Ê trời, bà nội trở lại coi, thoát ra chị giải cứu tôi chỗ này coi. Trời giờ cái bẫy gì mà nó đơn giản dữ trời, bà này tào lao với sợ quăng cái bình thuốc xong đi luôn. Trời ơi trời, làm cho tôi dễ dễ bị lừa lắm bằng á. Trời ơi, thôi mình thoát ra khỏi chỗ này mọi người. Cái bà này tào lao mới lao quá à. Thôi tôi về tôi lấy than này, tôi đi nướng thịt trong phòng là khổ quá trời luôn nè. Không ơi, tôi lấy than được rồi nè. Trời ơi, mẹ dễ sợ luôn à, gặp bao nhiêu là chuyện. Ôi, đây đây than này, than này, than này. Này. Ôi, 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 ủa là sao vô duyên vậy, ông bắt tôi tới đây lấy than, tôi lấy than cho ông nè. Ơ chứ sao lấy than lấy thịt. Cái bà kia rõ ràng không ai mời bà tới đây ăn thịt nướng chung hết tiền bà lấy than là sao hả, bà phù thủy bất hạnh. Trời đất ơi, cái ông này vô duyên dễ sợ, mời tôi tới đây ăn đồ bây giờ còn đuổi tôi nữa. Cái gì bà phù thủy bất hạnh, tôi là Sammy nè. Bà Thủy nào đâu? Sammy, mà Sammy của tôi là dễ thương xinh đẹp lắm. Sammy là rồi luôn luôn nằm trong tim tôi chứ không phải là bà phù thủy bất hạnh. Bà đi ăn khác đi. Cái gì? Bà phù thủy anh ông nói cái gì kìa không? À! Ủa gì vậy? Ui, ui, ủa sao mình biết thành bà phù thủy hành vậy? Ủa mặt mình đâu? Quay máy phay. Trời ơi. Trời ơi biết rồi, có khi nào? Có khi nào bà phù thủy hành hại mình rồi mọi người ơi. Tôi nè Phạm ơi, tôi. Đang không được lại gần tôi. Ui gì vậy? Sammy. Ủa? Sammy, Sam nhìn kìa, bà phù thủy bất hạnh bả tới đây để bả rồi bả giả dạng Sam mà. Cái gì vậy? Phù thủy chết thì bà đi ra đi nha. Tôi là tôi không có muốn lại gần bà nha. Mấy cái bẫy của bà tôi rồi là ớn lắm rồi. Tôi không muốn lại gần trời bà là bà đánh đi. Phong ơi, đó là bà Huỳnh Thức Hạnh, không phải là tôi. Đó không phải là tôi đây nè. Tôi là Sammy, còn đây là Phách. Trời ơi trời. Nè, tôi nói cho bà nghe nha, tôi bị cận chứ tôi không bị mù nha. Tôi là Phong cận chứ không phải Phong mù đâu. Tự nhiên không mà bà nói vậy hả nè. Rõ ràng đây chính là Sammy xinh đẹp của tôi nè. Đó, mặc đồ cặp chúng tôi là thế không. Em mặc áo vest chung với ông nè. Còn bà màu tím, bà phù thủy bất hạnh chứ là ai nữa. Bà đừng có sợ. Trời ơi, bị lừa rồi, không bị lừa rồi. Bây giờ thế này nè, bây giờ nha. Lúc nãy là tôi bảo với ông là tôi đi lấy than để nướng thịt đúng không? Than đây nè. Bà phù thủy than của bà đâu? Đây, tôi còn có than chứ bộ, than nè. Trời ơi. Phải à, có phải bà dùng phép thuật để bà biến ra cục than đúng không? Trời ơi, tôi mà tôi đi mà tức quá à, không phải tôi. Trời ơi trời, đợi Phong ơi. Ôi cái cây, người ta lấy cái cây rồi này. Gì vậy? Cái bà hồi bất hạnh, tại sao bà dám giả mạo Sammy xinh đẹp của tôi hả? Gì vậy kìa, tôi mà. Tôi mà. Trời ơi. Trời ơi. Phong. Trời ơi. Đi đây, tôi xe đi, mình nướng thịt nướng, mình ăn tiếp xong rồi. Đi đi. Bà ơi, đừng bị bắt lừa. Bà Bùi Thị Bất Hạnh đó. Nướng thịt nướng ăn với nhau kìa. Trời ơi, bà ơi, bị lừa rồi. Trời ơi, giờ sao đây. Giờ bây giờ mình biết thằng Bà Bùi Thị Bất Hạnh ai tin mình trời. Bây giờ phải làm sao ấy bạn? Ủa, đúng rồi, mình sẽ về nhà em gái mình. Mình nghĩ là em gái mình sẽ nhận ra mình. Trời ơi, Sim ơi, cứu chị. Sim ơi, cứu chị em ơi. Chuyện lớn rồi, Sim ơi. Sim ơi, chị nè, chị. Cái bà phù thủy bất hạnh, cái bà tránh ra tôi. Tránh xa tôi ra cho bà định vô đây. Bà định bắt cóc để mưa hay phá tôi đúng không? Trời đất ơi, tôi khổ quá. Mà em gái tôi còn không nhận ra tôi đó mọi người ơi. Trời đất ơi, Sim ơi, chị tránh ra. Không, bây giờ chị giải thích đơn giản thôi. Chị, đây hình dạng thật sự của chị là Sammy. Nhưng mà thật sự chị đang bị bà phù thủy bất hạnh hãm hại, hiểu không? Đây, chị nè, chị, chị là Sammy. Trời ơi, tội nghiệp quá, thì đó chị là Sam hả? Đúng rồi. Trời ơi, quánh biết đi, chị ơi chị. Bà nha, bà chôn tôi mấy lần mà tôi nhớ mặt bà luôn á. Trời, hôm bữa bà chôn với mưa sao xích nó lên trời mà tôi tức dễ sợ luôn á. Bà đừng tưởng mà tôi không nhớ. Trời ơi, sao đây luôn á.
Ôi xin bây giờ bình tĩnh nha. Bây giờ em không tin chị là Sam đúng không? Bây giờ em sẽ thử hỏi chị mấy câu thì chị sẽ trả lời y chang luôn. Hỏi đi. Y chang sao? Đúng rồi. Em thích màu gì? Em thích màu xanh. Câu này dễ mà, để nhìn cái biết luôn á. Trời, chuẩn luôn. Gọi là gì ta? Linh thú của em là con gì? Trời ơi trời, xin hỏi mấy câu nghe thông minh dữ ha. Câu tuyết. Câu tuyết. Ok, bây giờ đây là câu hỏi đắc đạo nhất này, chắc chắn rất ít người biết. Món ăn khoái khẩu của mèo Simi là gì? Trời ơi, khoai lang. Nani có đế sư. Ủa, chị đế sư. Chị đã biết anh ba phù thủy bất hại, chị đừng nói là chị định phẫu thuật giống bả nha. Trời ơi, chị không không, bả xấu gần chết mà còn ác thì sao chị phẫu thuật giống bả. Đây chị kể cho nghe, ra đây ngồi gốc cây chị kể cho bà nghe nè. Chị buồn lắm em ơi, buồn gần chết, tôi khóc mà chị khóc nè. Vô chị khóc nè. Rồi kể đi, chuyện gì, what happened đã xảy ra. Trời đất ơi, em biết sao không? Ba phù thủy bất hạnh á, là choa cái thuốc vào người chị cái, xong rồi chị biến thành ba phù thủy, còn ba phù thủy biến thành chị. Xong rồi ba phù thủy lừa Phong, xong rồi Phong đánh chị luôn. Phong nghĩ chị là ba phù thủy. Ê, giờ sao đây? Trời ơi, bây giờ sự hiểu lầm luôn á. Trời ơi, bây giờ sao ta? Bây giờ mà không biết lại á, là Phong cận về sau sẽ cưới ba phù thủy, còn chị sẽ trở thành ba phù thủy cô độc cái trên thế giới. Ông chèo, giờ sao đây? Nhất định có cách gì đó chứ, không sao Sam. Nhất định em sẽ kiếm cách gọi là chị ta giúp chị trở lại cơ thể cũ, chứ không thể để chị biến thành bà phù thủy bất hạnh này được. Không được. Có khách hả? Trời ơi, mừng quá, bây có một người có em gái tôi tin tôi. Có khách hả? Được rồi, ok. Chăm sự nhờ vào em cho em. Chỉ có mình em là nhận ra chị thôi, chứ không ai nhận ra chị đâu. Chị để tiêu diệt bà phù thủy bất hạnh, dám hoán đổi cơ thể của chị. Đúng rồi, let's go, đi tôi xin mời, đi, hướng này. Đi hướng này nè, bà huyết hành, hướng này nè, trời đất ơi, tôi nhìn như trang bà huyết hành luôn mọi người. Không khác gì luôn rồi, đi, chị đi. Thì cây người ta rõ ràng gì nhớ đúng đường rồi mà sao ở đó không có người em ơi. Cái chỗ đó chị sao lại chạy, chạy một vòng tròn hoài là cái làng luôn á chạy. Không có ở đâu, chạy ai biết, khó vợ hai thằng này đi đâu rồi. Trời ơi, mệt kìa. Sam, tôi nói bà nghe nè, hôm nay đi chơi vui quá hả? Thôi rồi, bây giờ bà về nhà ơi, chắc tôi cũng về nhà đây, để còn quay video cho mấy bạn khách xem nữa. Cái gì hôm sau bọn mình đi ăn tiếp ha. Trời ơi, em thấy chưa? Sao tôi bọn đi chơi tiếp ha? Trời ơi, về nhà đi. Bye bye, tạm biệt. Trời ơi, về nhà tôi. Ê, cô em thấy bà chút hạnh không? Tức không? Trời ơi, cái giọng chát chua vậy mà sao Phong không nhận ra ta? Cái giọng tôi mới thanh ngọt cái này, còn giọng bà phù thủy nó chát chua vậy mà sao Phong không nhận ra ta? Gì á? Thôi rồi. Sao vậy ta? Trời ơi. Sim, vô. Xử bá. Hai mình, một, hai, đánh một, không vô cũng què. Từ từ, bình tĩnh Sim, bình tĩnh. Trời ơi. Trời sao? Trời ơi, đẹp quá. Cái nhổ cỏ nè. Ok, nhổ cỏ nè. Cái gì vậy trời? Ông nội. Trời ơi, okay. Mình nhổ cỏ giờ này trời. Rảnh quá à, bây giờ ông Phong mà gặp chị Phong đánh chị em ơi. Chị phải chạy mày không? Đó, đi nhanh. Đây. Trời ơi, gì ăn ông ta, có gì ăn ông ta. Trời, hôm nay Karam chắc mi có bán đồ ăn ông ta. Chắc hôm nay các bạn nghỉ rồi, thôi vô nhà tiếp. Mệt quá, cái ông này tào lao mới lao mà chạy khổ ghê luôn à. Thôi vô, xìm chuẩn bị vô là xử bà, vô. Trời, cảnh xíu coi, cảnh đẹp quá. Mệt quá, đâu rồi. À, cái bà này dám vô nhà chị, cướp nhà chị luôn em. Vô xử bà rồi. Nhà tôi đẹp quá. To gan chưa? Bếp này. Nè bầu thử kia, bà có thể qua mắt được Phong cận nhưng bà không thể nào có mắt được em gái tôi nhìn phát là biết liền đúng không em? Nói đi. Đúng rồi. Ê, cái bà phù thủy bất hạnh nha, bà đừng tưởng tôi không biết bà là ai nha. Bà đúng nha rồi. Bao trả lại thân xích cho chị tôi nha. Em lại đừng để tôi là bà phù thủy. Trời. Phù thủy mình đó. Trời. Bà đừng có xạo, nghe tôi hỏi bà câu, bà biết gọi là thích món gì nhất không? Gấu tuyết ăn cá. Trời, thấy chưa pha kè nè, pha kè nè, thấy chưa? Pha kè không phải là pha kè thôi. Thôi được rồi, nếu mà một khi mà nhà ngươi đã phát hiện ra ta thì ta sẽ sử dụng cái chiêu cuối cùng này nè. Chiêu gì? Bà có chiêu gì đâu? Ông ơi, có người bắt là tôi phát hiện
Ủa ông nội Phong hả? Ủa Phong, trời ơi, ông đến nhanh nhở. Tôi vừa nghe tiếng thôi tôi bay qua đây liền, tôi tung bẩy cửa bức tường rồi, ghê không? Trời ơi, nhà của tôi. Trời ơi trời. Phong con. Cái gì? Tại sao phù thủy bất hạnh lại đứng kế bên mèo Simmy? Thì ra mèo Simmy chính là đồng bọn của phù thủy bất hạnh. Kì vậy? Bà phù thủy á bắt nạt tôi nè, xong rồi đến em gái của tôi cũng bị bà phù thủy kéo hỏi, thế là bắt nạt tôi theo luôn á Phong. Trời ơi, xin thấy không? Mèo Simmy, có phải bà đã bị phù phép rồi không? Phù phép cho nên nghe lời theo bà phù thủy bất hạnh đúng không? Đúng rồi. Giải thích đi em ơi, giải thích đi. Chị bình tĩnh. Phong, thực ra Sammy mà ông đang thấy trước mặt đó chỉ là Sammy giả thôi. Đây mới đúng là Sammy thật nè. Tôi nè Phong. Trời ơi, đừng có nghe lời bà. Rõ ràng đây mới đúng là Sammy thật nè, còn kia là phù thủy bất hạnh mà. Bà sợ đúng không? Hai người dám gọi là giả dạng. Thật ra thì bà phù thủy bất hạnh đã biến thành Sammy và hoán đổi thân xác, hiểu không? Ông hiểu không? Trời đúng rồi, tính tôi đi Phong ơi. Không tôi nè. Mới là Sammy, còn đây chỉ là bà phù thủy bất hạnh đó. Ông hãy tỉnh táo đi Phong ơi. Trời ơi, ông đang bị lừa đó. Trời đúng rồi. Em là kiểu em của chị mà em cứ không cho phù thủy bất hạnh làm chi ạ? Trời ơi, sao tôi làm? Không, là chị tôi. Trời ơi, Phong ơi, ông phải tỉnh táo lên đây. Đúng rồi, tỉnh táo lên Phong ơi, tôi nè. Không phải đâu Phong, tôi mới là Sammy. Còn kia là phù thủy bất hạnh, nhìn cũng thấy mà. Đây mới là Sammy. Tôi mà, tôi đây mà. Bên này mới là Sam. Khoan, bên này. Ủa là sao? Tôi nè. Tại tôi nè, ông nhìn mặt tôi đi. Nhìn cái dòng, ông nghe cái dòng truyền cảm tôi đi. Tôi nè, tôi. Bà nè, trời ơi, bà giả, bà đừng nói tôi nữa hả? Trời ơi, trời. Ủa, nghe cái giọng này cũng đúng là giọng của Sam nè. Còn giọng bên đây nghe hơi khác. Nhưng mà hồi sáng nay Sam bảo là Sam bị đau họng, cho nên là Sam nghe cái giọng mới khác vậy thôi. Tôi có nói đâu. Trời. Tôi đau họng á trời. Tôi bổ quá à. Nói mãi mà tự nhiên đâu ra đã cái bà buồn mỉ. Tôi buồn quá à. Còn khóc nè, nước mắt cá sao. Trời. Trời ơi, có thể phải Sam mình yêu đuối như vậy không? Trời đúng rồi. Ông nghĩ đi, Sam rất là mạnh mẽ luôn á. Bình thường bà Sam bà hay kiểu cầm cây dí đánh mình luôn, chứ đâu ra nhõng nhẽo thế này trời. Đúng rồi. Tôi khiếp nè, từ nãy giờ tôi cứ để nói quá trời thì tôi mới phải như thế chứ bộ. Ừ đúng rồi, cũng đúng. Trời ơi, ông ba phải dữ vậy. Bây giờ, quá, mẹ Simmy, bà có cách nào giúp tôi nhận ra được không? Chứ tôi nói ảo mày á, có cách nào không? Thôi được rồi, bây giờ để cho ông biết ai là Simon thật, tôi sẽ tổ chức ra một cuộc thi. Đấy, để coi ai sẽ là gọi là như người giữ phong cận nhất. Đấy, được chưa? Ok, được rồi, cái được là. Đấy, ok. Ok, cũng được, nghe cũng hợp lý đó. Thua chắc rồi, bà phải... Thi, tôi sợ ai? Rồi, ok, giờ ngồi thi nè, ngồi thi luôn đây, ngồi đó, chấm điểm đi. Ngồi xuống. Bà ngồi đây coi, đó. Rồi, hỏi đi. Rồi, Phong hỏi đi. Câu hỏi đầu tiên, sinh nhật của Phong là ngày bao nhiêu? Trời ơi, ren, trời ơi, dễ dàng. Sinh nhật của Phong là ngày 22 tháng 2, 2001. Trời ơi. Phong thích ăn món gì nhất? Ren. Tôi ren. Ủa lần nào cũng mới nặng như vậy. Đâu món gì? Chưa, tôi là thật mà. Ông thích ăn bò thì là thịt nướng, bò nướng, đúng không? Cũng đúng ha. Trời ơi, cái này biết là tôi thích ăn gì không? Ông sẽ thích ăn BBQ. BBQ là gì? BBQ là gì ta? BBQ cái gì mà thịt nướng BBQ á? Trời ơi, thấy chưa? Phát đó. BBQ đó, tôi nhầm. Nhưng mà bên này trả lời trước mà. Đúng rồi. Bên này là trả lời. Ê, nhà tôi, Trời ơi trời, tàu lao, thấy chưa, ông tin tôi chưa, tôi là thật nè, tin chưa? Vẫn chưa tin, phải viết ba câu hỏi mới tin được chứ. Trời ơi, mệt quá à, còn chưa tin nữa sao, ông khờ với vậy bao. Làm gì làm, tôi sẽ kêu gian trước. Thôi được rồi,
Bây giờ câu hỏi này tôi sẽ không hỏi những câu hỏi quá đơn giản gì nữa, mà tôi sẽ hỏi câu hỏi mà mới xảy ra ngày hôm qua luôn. Đúng rồi. Ok. Ồ. Chỉ có ai ở bên cạnh tôi ngày hôm qua mới biết được thôi. Bà thua chắc rồi. Ngày hôm qua, ngày hôm qua tôi mới ăn một cái món ăn rất là ngon luôn. Đó, món gì? Món gì? Từ từ, anh thích ăn BBQ, thích ăn thịt. Nếu mà bà ăn rất là ngon thì sẽ ăn thịt gà. Thịt gà. Nấu mì gói cho tôi ăn. Hôm qua rõ ràng Sammy nấu mì gói tôi ăn chứ nấu thịt gà hay nào. Ông bà đứng yên cái bà, đứng yên cái bà nội cái đứng yên ông bên chưa, đó là người phát phá kẻ phá, ông thấy chưa? Thấy chưa? Sammy, trời ơi, Sammy xinh đẹp của tôi bây giờ tự nhiên mình biết một bà già xấu xí, trời ơi. Sao ông dám chê tôi hả? À? Trời ơi, bắt đầu chê bà già đâu kia kìa. Không, tại xấu thiệt mà. Bây giờ mà tìm cách đi, thấy chưa? Bây giờ ông còn đánh tôi nữa, bây giờ lo mà tìm cách. Bà cái đứng lại, đứng lại. Đừng đập, tôi đập cửa. Tôi đóng cửa. Đây, tôi đóng cửa. Này, gì bình tĩnh cửa thôi. Đây cho tôi vô với ông nội, trời tôi chẳng chẳng gì vậy. Đây tôi vô, đây tôi lắp lại đó. Rồi giờ sao Sim đâu em đứng ngay chân em, ba người đứng ba góc rồi. Bà có chịu trả cơ thể này cho sao không, hay để tôi lấy cái kiếm này đúng kiếm rồi đây trả tôi. Các người sẽ không dám làm gì ta đâu, tại vì ta đang ở trong Sammy mà. Mà đã Sammy làm sao các người dám tổn thương cái cơ thể này chứ. Ha. Ơi, bây giờ tôi nói mấy người nghe nè, bây giờ mình không đánh được thôi, giờ mình chọc lét đi cho cười. Chọc lét rồi. Giờ sao? Mắc cười chưa? Trời ơi. Không. Sợ chưa? Không gọi là bị như thế đâu, ta nhất định sẽ chịu được. Rồi bà đứng lại coi. Uống vô đi. Để tôi uống. Bà đi tôi đi bà ơi. Vâng, thấy chưa? Trời ơi. Tôi đẹp. Sammy của tôi đã trở lại bình thường rồi. Đẹp gái rồi. Bà phù thủy nhà xấu tí này. Tại sao bà dám làm gì hả? Trời. Thì tôi thấy có người đã chết. Đốt nhà này. Cái gì mà. Ủa? Giờ sao? Bà tên sao? Trời ơi, bà không còn được đi mọi người. Thích tất không? Trời ơi. Bà kia. Trời ơi, lần sau nha, tôi là cho nổ banh xác bà luôn chứ mày đùa đâu. Trời đất ơi, trời. Ông thấy không? Ông thấy không? Tôi cho nổ nguyên cái nhà luôn. Nè nha, nhà tôi nha. Nhà. Trời ơi, sợ quá. Trời ơi, tôi không tin được luôn á, phải không Cận? Cái giọng tôi hay này mà ông dám bị bà phù thủy kia lừa, ông còn đánh tôi nữa, ông thấy sao? Ôi trời. Ủa, thì tôi đâu biết đâu. Không, Sam ơi, bà không biết gì hết trơn. Tôi giả vờ không biết gì thôi, để cho bắt được bà phù thủy á, tôi giả vờ thôi. Chứ tôi nghe giọng giả bà, tôi vờ. Biết bà liền à. Trời đất ơi, may mà có em gái tôi, không có em gái tôi thì sao đây? Trời ơi, ai mà tin tôi nữa, thấy may có em gái tôi tin tôi á. Ôi trời. Tôi nói là tôi giả vậy thôi mà. Lỡ mà cái phù thủy cái lừa ông một cái, xong là lỡ bà bắt ổng đi luôn sao? Đúng rồi, là về sau ông sẽ cưới bà phù thủy, còn tôi sẽ trở thành bà phù thủy già cô độc nhất trên thế giới, không biết không? May quá trời luôn nè. Thôi cho xin lỗi đi mà. Người ta đâu có biết đâu, tại người ta bị cận mà. Đổi ra vậy ai biết được. Mà nó bị cận nhưng mà bị màu đâu mà không nhìn ra tôi. Hả? Mệt cơi luôn à. Mà người ơi, may quá hôm nay nhiều, nha. Xương nhiều. Không có xương gì hết á hôm nay. Trời ơi, may quá nhờ em gái mình. Trời ơi, hôm nay mình phải về cảm ơn em gái mình rất là nhiều. Mà không có em gái mình là thôi. Mình là thôi. Mình đã biến thành một bà phù thủy xấu xí. Còn không cần sẽ cưới bà phù thủy. Ông thích cưới bà phù thủy không? Hả? Quá rồi, mày quá xém nữa, phải cưới bà phù thủy rồi. Không cưới bả dài xong bả mới dùng phép thuật, bả biến tôi sắc mặt luôn á. Trời ơi, biến ông thành con heo luôn á chứ. Gì? Trời ơi, biến thành con heo luôn. Không được. Trời ơi, kéo mọi người, mình nghỉ video ngang này thôi. Đó, hôm nay là cho Simmy 10 điểm, 10 like, 10 điểm mọi người ơi. Trời ơi,
Đó thì ok mọi người ơi, thì cảm ơn mọi người sẽ hết clip này nha mọi người ơi. Hôm nay tôi sợ mọi người, lần sau mà tôi gặp bà phù thủy tôi sẽ né bà. Bây giờ bà bro lắm mọi người, bà không còn núp như lúc trước rồi mọi người ơi, bà bro lắm rồi đó. Có bạn nào thấy bà phù thủy gọi là càng ngày càng bro, đừng quên comment video sao biết nha. Thôi thì mình nghỉ video nha, tạm biệt mọi người ở clip sau nha, hẹn lại, bye bye. Không lái gì vậy? Anh gì ông nói? Sống đây, tôi lên mặt trăng sống đây. Trời ơi trời, tôi bay cái xèo vậy? Bay gì mà lên nóc nhà tôi vậy thôi, bye mọi người nha.